Hello, kênh Nguyễn Bính chào mọi người. Giới thiệu các bạn một loài côn trùng. Đó chính là loài thằn lằn. Con này ăn rất là ngon mọi người nhé. Rất là lạnh. Rất hiền. Vì là mình vừa bắt nó ở dưới nước nên mình thả nó ở đây. Như thần là nhát như thần năm, nhưng con này nó không nhát đâu vì nó quen rồi. Mình bắt đó là mình mấy lần mình bắt ra mình thả. Đấy, này. Nhìn này. Đấy, thì anh đang chờ chờ mọi người nhìn thấy đây. Đây đi. Cái con này ăn rất ngon nhé, nếu là ăn bạn có thể là làm lông cho nước nóng, làm lông nước nóng độ 6-70 độ, làm lông luộc cái da xong mổ vài con này xong bắt đầu các bạn cho vào băm băm nhỏ với một chút muối, một chút ớt thôi, không cần nhiều, tí mì chính. Sau đó bạn băm nhỏ xong bắt đầu một chút hành, hành khô nhé, không bạn cho vào lấy cái lá mướp non, mướp là đúng mướp hương nhé. Đấy. Mướp hương nó bắt đầu bạn lá mướp hương xong bạn xong bạn quấn vào, quấn vào nướng. Đấy. Con này rất lành, hiền. Đó, 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 lên giờ. Lên giờ. Để chạy nhé. Để chạy nhé, đây này, đây, 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 đây. Biết là mình không không hại nó cho nên là nó rất là bình thường. Thừa cái lỗ rồi. Đấy, đây cái đuôi đây. Con này ăn ngon lắm nha mọi người nha. Ra đi. Nào, ra đi. Có ai hại đâu. Bình thường nó rất nhát nhá. Đây chẳng qua mình quen nó rồi này. Ra đây ăn này. Đây. Đuôi này. Đuôi rất dài. Ở đây nó biết là không hại nó đâu cho nên là nó thôi. Chạy rồi. Không ai làm gì bạn nhé. Đây nhìn đó. Đó chính là thằn lằn.
rất có ích cho nó, không có hại đâu, cho nên là không bắt. Nhưng ngày xưa là mình ngày xưa trẻ con là cứ trẻ trâu là cứ hay bắt là người trời nướng ăn rất ngon. Lành lắm, nó không cắn đâu nha. Mình bắt nó, mình nắm vào giữa người nó nhìn nó không cắn đâu. Đó, nhà thần lằn. Đây là loài thần lằn. Cái giống này nó chỉ bằng ngón to bằng ngón chân cái, không có nhỏ bằng ngón tay cái nha. Con này bằng ngón tay cái và nó dài như thế đấy. Sưu tầm và tìm được cái loài này, bây giờ mình bắt là được ngay. Ở trong này là phải, cái chỗ này là nó có khoảng 3 con. Hôm qua mình thả nó, bắt nó dưới nước, thả lên đây. Bắt nó mình thả lên đây thì hôm nay là một con rớt xuống nước, nó mải kiếm mồi cái khu vực này, cái này khu vực mình trồng hoa này. Cô mình trồng hoa thì nó mải, và cái mồi nó rớt xuống. Chờ chút nha, đây rồi nha. Thấy chưa? Chờ chút. Đây các bạn thấy không? Đấy thì làm hiền. Anh sang tận nơi nhé. Không ai làm gì cả, cứ ở đấy nha. Nó rất hiền. Mọi người nhìn nhé, rất hiền, rất tuyệt vời. Kênh Trung với Lót, kênh Nguyễn Bính tạm biệt các bạn nhé. Chào mọi người, đừng quên đăng ký kênh của mình và cho mình một like nhé.